bóng điểm cho mọi người nhanh. 3-2. Điểm 3 heo. Rồi trận banh phụng ăn bài. Này bật cầu đi. Cái bóng tốt, đối với điểm cho đội cầu khởi. Hai đẹp. Có miếng rồi. Thật cao tại nhà. Là 44 dưới. Đó là điểm cho cuộc khởi 4-3. Đây là tại đánh sai, đánh hết map dày tốt. Gặp tao đánh kiểu đó cũng đi ra đi về độ má xương sống gì già rồi có khác. Còn một vàng lội chưa ta? Chưa, nó nhất bảng đó. Đội của nó nhất bảng. Ăn đội này luôn hả? Đội này nó nhất bốn. Đội của Hiếu. Không dưới lưới, đổi về điểm cho cuộc khởi. 8-4. Nó tức kết hàng. Đất ở ngoài nhà mình có được nửa của bên đây à, bên kia cũng có được có 1/3. Ông dưới lưới để về điểm cho Lộc Ninh 5-8. Sao không làm đèn rồi? Ở chiều cũng được 4-5 đội mà. Bắn xa liền. Không dễ bằng thường. Anh cũng quýnh chứ nó tới giờ 7 giờ 6 mấy 7 giờ nó về tắm rửa đi chơi cũng biết bóng tốt chơi đặt cho cuộc khởi 9-6. Cái tay cái tấn lớn trên mẹ này cần gì vậy? Ông Thịnh. Bóng tốt đổi về điểm cho Lộc Ninh. Bảy chín vậy không lẽ nó lụng nghe mà. Chúng để cao mày. Bật xém xém nha. Bóng tốt đổi về điểm cho Lộc Ninh. 8-9. Đè mập đó sạc hai tái buồn mập ra quấn mà không để ý có bụng thằng này sạc đủ hai trái đó thứ hai bung chịu chứ phá sức đi thằng kia đè cũng một phần này là bóng tốt đổi về điểm cho Lộc Ninh 9-10. Sạc qua cầu phải bên này, cầu trái bên đây nè, sạc qua cầu trái bên đây nè hư rồi đều điểm là ngon rồi. Coi à quá kìa trời ơi đó, đổ à, thua cho anh.
cầu 1. Chín bút tốt, đó là đúng đúng ngon rồi quay. 12-9. À, giữ banh lên 0-2 nè. Nè đè 4 mít 1 nó ăn luôn. Giờ đủ mới có vợ rồi. Có vợ của con luôn rồi. Tùng của mày đó, FC Cẩm Tử của mày chứ ai. Dậu hùng quá, nó có dẫn con nhỏ đó. Bộ FC đó mình nó không biết, dẫn con nhỏ mà dân tộc đâu rồi mới có bầu rồi. Anh chữa cao bằng Chí không ta? Chí cao mấy 80 à? Chí nào? Chí mấy 80. Lá quýnh đội này mà đè nó đó. Mà được cái anh Kiên Quán Chí bật cao. Pin lắm. Đem rụng. Có cái điểm chơi phải khởi. 14 chòm mới rụng rồi mà trắng bữa đuôi đưa lên có rụng á. Chòm có quýnh đi thôi. Không. Bụng. Bỏ nhỏ ăn. Đó bóng tốt, có về đánh dọc lên 12, 14. Này như đôi công. Đôi công á, quýnh đi. Bóng ngoài, gỡ về điểm cho Lục Ninh. 13, 14. Điểm nữa nè. Mình đụng chắc không vậy. 4 đều. Mình vàng mà. Nhì biển bên đây phải không? Bung. Ừ. Mình đổ vàng mà. Vì đụng bên kia, nhất bản kia. Nè bên đây ra. Điểm kết thúc. 15, 13. Kết thúc giang đấu.